Vâng, chào cả nhà. Mình sẽ chờ 1-2 phút nữa nhé. Có nghe Vân rõ không? Ok. Chào Thu, chào Hằng Trần, chào Thu Nguyễn. Mình sẽ chờ một vài phút nữa cho các bạn vô đông đông chút xíu nhé. Các bạn đến từ đâu nè, các bạn có thể cho Vân biết các bạn đến từ đâu không? Vân thấy có rất là nhiều người trong trang này nhưng mà không biết các bạn đến từ đâu. Ok, 2 phút nữa mình sẽ bắt đầu nhé. Ok, vâng, chào tất cả các anh chị em. Hôm nay là như thứ tư thường lệ thì Vân có một cái buổi chia sẻ Phật Pháp. Bản thân Vân thì không phải là người nói Pháp nha. Vân chỉ có trải qua kinh nghiệm mình như thế nào thì mình có kết quả như thế nào thì mình chia sẻ là chắc với các bạn thôi. Chứ không phải là Vân không phải quý thầy, Vân không phải là người xuất gia. Vân cũng y chang như mấy anh chị vậy thôi, không có phải là khác gì hết. Chỉ có khác một cái là Vân học cái gì Vân hành cái đó, và nhiều lúc Vân hành một cách mạnh mẽ, mãnh liệt mà Vân tạo ra nhiều kết quả. Ok, chị Thu đến từ Việt Nam. Các bạn khác đến từ đâu nè? Các bạn đến từ đâu hả? Cho nên hôm nay đó là Vân muốn nói về cái đề tài là sân hận và hậu quả của sân hận như thế nào. Cách khắc phục nó. Hôm qua Vân có để lên cái nói là hôm nay Vân có làm Facebook Live thì các bạn muốn nghe về đề tài gì, và có một số bạn nhắn cho Vân cái đề tài, một số bạn thì comment ở phía dưới là hầu như là nhiều về cái đề tài sân hận. Sáng sớm này thì có một chị cũng ở Việt Nam gọi cho Vân nói là tự nhiên bây giờ chồng rất là sân và hay nổi nóng, hay nổi cáu một cách rất là kỳ cục, và chị không biết để phải làm sao. Chị nhờ Vân nói chuyện với ảnh. Vân nói trời, ảnh có muốn nghe không mà nói. Em nói với những người muốn nghe thôi, chứ giờ người ta không tin Phật Pháp, người ta không muốn nghe thì mình đâu có nói được đâu. Ok mấy chị, mình sẽ đi vào đề tài ha. Trước hết thì Vân chào tất cả các anh chị em mình trên Facebook Live ngày hôm nay, cũng như là trong YouTube. Vân sẽ upload lên trong YouTube. Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Vân đang trụ tại Florida, Mỹ Quốc, và cũng đã sống ở Mỹ 20, chắc cũng khoảng 27 năm có rồi. Trải qua rất là nhiều biến cố trong cái cuộc đời của mình, nhiều cái khó khăn, nhiều cái mà mình tưởng chừng như là mình gục ngã, không có thể đứng dậy được. Thì may mắn cho Vân là Vân biết được Phật Pháp đúng cái lúc mà mình cần, đúng cái lúc mà mình tuyệt vọng nhất thì mình gặp Phật Pháp. Thì khi gặp Phật Pháp thì hành theo lời của Đức Phật, hành theo lời của quý thầy. Khi mình hành thì mình tạo ra nhiều kết quả, mình tạo ra nhiều cái mà mình bản thân của mình còn không tin nữa, không tin là mình có thể làm được. Và nếu mà không có nhờ tha lực á, không nhờ tha lực
của bề trên giống như chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ thì chắc chắn Vân sẽ không có ngày hôm nay và cũng không có thể mà ngồi nói chuyện với các bạn và chia sẻ những cái mình đã trải qua được. Cho nên hy vọng là cái kinh nghiệm của Vân, cái những cái mà Vân trải qua chia sẻ cho các anh chị em mình thì anh chị em mình có thể vượt qua nó. Và tất cả cái gì cũng là ở mình chứ không phải là ở người khác, anh chị nhớ nha, ở bản thân của mình thôi. Ok, cho Vân 1 phút nha. Buổi sáng nay lòng thể nó cũng hơi bất an cho nên cái cổ nó hơi khàn tiếng, mà lấy ly nước. Các bạn có thể nhắn với Vân, nhắn phía dưới giùm Vân là các bạn đến từ đâu cho Vân ha, để Vân có thể biết các bạn là ai và đến từ đâu, mình có thể làm quen với nhau nhé. Ok. Ok, sorry cả nhà. Ok, rồi, có chút nước vô đổ miếng xăng vô rồi chạy tiếp nha. Vẫn thấy rất là nhiều bạn ở Việt Nam nè. Thời gian gần đây thì rất rất là nhiều bạn ở Việt Nam liên lạc với Vân. Ok, Kim Ngân đến từ Đài Loan. Ok, so hôm nay mình sẽ đi sâu vào cái đề tài là sân hận, hậu quả như thế nào, cách khắc phục sân hận. Lý do tại sao mình sân mấy chị, mình phải biết cái lý do đúng không? Lý do rồi mình mới bắt đầu, mới tìm cách để khắc phục nó. Sân hận á, hầu như ai cũng có, bản thân Vân cũng nhiều lắm luôn. Nếu như các bạn mà đã nghe những cái video mà Vân đã chia sẻ trước đây đó là các bạn biết rồi, Vân sân hận cỡ nào rồi. Tại vì từ từ nhỏ tới lớn á, là mình bị người ta ruồng bỏ, bị người ta không ai thương hết, mình có cảm giác giống như ai cũng ghét mình hết. Và mình đi tới đâu thì người ta cũng thậm chí còn nói là chưa biết mình là ai mà nhìn cái mặt mình là đã không ưa rồi, nhìn cái mặt trước là ghét làm sao rồi. Và thậm chí mình ba ruột của mình còn không có thích mình, không có ưa mình nữa thì làm sao người khác ưa. Nói chung là nó làm cho mình, nó làm cho mình hận lắm, rất là hận cuộc đời này. Hận tại sao đem tôi đến đây, hận tại sao không thương tôi, hận tại sao mọi người ghét bỏ tôi trong khi tôi chưa có làm gì, đâu có làm gì tổn thương mấy người đâu, tại sao mấy người ghét bỏ tôi. Hận là mình đã cố gắng nhiều lắm, cố gắng để vượt trội mọi người, học giỏi cũng không ai khen hết, cố gắng để làm xuất sắc trong những cái gì mình làm cũng không ai khen hết và cũng không ai để ý tới mình hết. Trời ơi, hận ghê lắm. Và mình nhiều lúc mình nói mình hận là mình sống để dạ chết mang theo đó, cái câu đó mình hay hay từng nói. Và có nhiều lúc mình cóc cần đời đi, mình trong đầu mình nói là mấy người đối xử tôi tệ, tôi sẽ đối xử với mấy người tệ như vậy đó, và thậm chí còn hơn thế nữa. Cho nên là nhiều khi mình hận mà mình nói những cái câu mà mình thoát ra từ cái cửa miệng của mình đó, nó rất là nguy hiểm, nó nguy hiểm cực kỳ lắm. Sáng nay Vân có nghe một cái bài giảng của quý thầy, thường thì mỗi buổi sáng Vân hay nghe pháp và tối đó, thì Vân bắt sáng đêm luôn. Tối là lên giường là Vân nghe ít nhất một bài pháp xong rồi Vân ngủ và Vân bắt luôn sáng đêm luôn, cho nên pháp nó thâm nhập vào đầu rất là nhiều. Cho nên đó là lý do mà Vân có thể nói ra những cái mà quý thầy nói, hoặc là Vân có thể nói ra những cái mà mình đã hành, vì Vân nhớ, Vân hành và Vân có thể tạo ra kết quả và Vân có thể chia sẻ là như vậy. Sáng nay có nghe một một bài pháp á, là thầy có kể một cái câu chuyện cũng rất là hay, là có một con trâu, hay một con bò gì đó, đại khái là cày bừa rất là giỏi và rất là khỏe mạnh. Thì một nhà sư đi ngang qua cái nhà đó thì thấy con trâu
một con trâu đó, xong rồi tới tới ngay cái chuồng và khen khen đầu con trâu này rất là khỏe, làm được việc lắm luôn. Khen thì tự nhiên con trâu nó hút một cái sừng, nó hút, hút ngay ông nhà sư đó, và ông nhà sư đó chết ngay lập tức. Thì người chủ nhà đó rất là bất an và sợ quá, mới lập tức đem bán con trâu này cho một cái nhà khác và bán với giá rất là rẻ. Thì không muốn thấy mặt con trâu này nữa, rất là sợ nó tổn thương người khác nữa. Thì khi mà bán với giá rất là rẻ tới cái nhà đó rồi, thì cái một người cha đó trong nhà và khen khen mà không dám đứng trước mặt, vì con trâu rất là khỏe, không dám đứng trước mặt mà khen, là đứng sau lưng con trâu mà khen á, nói là trời ơi, đứa con trai của tôi mua được con trâu rất là khỏe với giá rất là rẻ. Thì từ đây á, là con trâu này sẽ làm được nhiều việc giúp cho gia đình. Thì con trâu tự nhiên hất cái chân một cái cho ổng văng ra ngoài xa, ổng chết tươi là tại chỗ liền. Thì sau đó thì gia đình này mới mới mất hồn, và bây giờ không dám bán nữa, sợ bán thì nó làm tổn thương tới người khác nữa, thì mới làm thịt, như là con bò thì phải, làm thịt con bò này thì bán, làm thịt để đi bán, đi ra chợ bán lấy tiền. Thì đem bán thì xong rồi có một người đó đi mua được cái đầu của con bò này đi về để hầm hầm thuốc bắc hay hầm canh gì đó để ăn. Nhưng mà trên đường đi đó không biết tại sao mà hình như là đi về tới nhà rồi, cái treo ở trên đầu, ở trên cái nhà đó để đợi giờ để làm thịt, làm hầm hầm canh, làm thuốc gì đó. Xong cái tự nhiên đi treo như thế nào đó mà nó đứt cái dây, làm sao nó chỉ rớt xuống cái đầu, cái chết tươi luôn tại chỗ luôn. Có nghĩa là ba người chết vì cái con bò này. Thì đó là cái thời Đức Phật. Thì ngày một ngày đệ tử của Đức Phật nghe được cái câu chuyện này thì mới đem về bạch Đức Phật là lý do tại sao như vậy. Thì Đức Phật mới soi lại cái tiền kiếp của con bò đó, là con bò là một một người một bà già, một bà lão, cũng lớn tuổi lắm, thì có một cái nhà trọ cho thuê để kiếm sống. Thì có ba người thanh niên đó tới thuê cái phòng trọ đó, xong rồi thấy bà già này là một người lão, một bà lão lớn tuổi rồi, cũng hơi cũng đại khái là có thể gạt bà được đó. Thì ba người này ngủ xong một đêm cái sáng ra đi không trả tiền. Thì bà lão này bà thấy là ba người này đi không trả tiền, thì bà lão được theo để đòi tiền. Thì khi mà bà lão được theo đó thì ba người này nói là lập tức quay ngược lại và nói là bà già cả lẩm cẩm rồi, bà xin ăn thì bà nói một tiếng. Tại vì bà lão này nói là các anh thanh niên tại sao mà đi gạt bà lão như vậy, các anh vẫn còn làm ra được tiền mà, thì tại sao mà các anh lại lại bỏ đi mà không trả tiền bà lão. Thì các anh thanh niên này nghe như vậy thì lập tức quay lại nói là bà lão ăn mày, bà có muốn ăn thì tôi cho tiền cho bà ăn, chứ bà đừng có ở đó mà du oan cho tụi tôi. Bà muốn cái gì thì làm nhục bả trước trước mọi người rất là đông. Thì bà này bả mới xông lên, bả mới hận lên, bả mới giận, tức giận lên. Và bả trong lúc tức giận thì bả có phán một câu, là bả nói là tụi bay là chửi nặng và nói là ta sẽ đòi lại cái số nợ này, và cho dù nhiều đời nhiều kiếp về sau tao có làm trâu làm bò gì đi nữa, tao cũng phải là đòi lại cái số nợ này, thậm chí là có thể giết tụi bay để đòi nợ tao cũng làm. Thì một lời sân hận, trong lúc mình sân hận đó, mình phát ra một cái lời nào đó thì cái lời đó nó được in sâu vào và cái đời này là cái đời bà lão làm con bò. Ba người đó là ba cái người thanh niên hồi đó quỵt nợ bà, cho nên đó là cái lý do mà bà giết chết ba người đó. Ok, cho nên khi mà chết rồi vẫn không tha cho người thứ ba. Thì đó là lời Đức Phật kể lại. Thì nói là sân hận, nói về cái đề tài sân hận thì nó sẽ làm cho mình rất là đau khổ về sau này mấy chị. Và rất là nhiều người trong chúng ta hầu như ai cũng có, đa số, và không nói
Vâng, đó là hết trong chúng ta, mà hầu như rất là nhiều người hay nổi nóng lên rồi phán những cái câu rất là lạnh lùng mà không thể tưởng tượng. Giống như trong nhà Vân có một người bác thứ năm, thì khi mà lúc mà các con bác còn nhỏ đó, nó làm những cái gì mà làm cho bác giận á, nó đi chơi hoặc là phá phách nó làm cho bác giận, thì bác hay chửi cái câu là tụi bay á, làm tụi bay bất hiếu rồi, không nghe lời tao, coi chừng ra ngoài đường xe nhà bên đụng tụi bay. Nói những cái lời mà mình hết hồn hết vía luôn, và ông nghĩ là lời nói ra thôi chứ không có nghĩ là có thật. Coi chừng á, ra ngoài đường xe nhà bên đụng tụi bay chết hết. Nói chung là khi mà ông xăng lên là ông cứ hay dùng cái từ là xe đụng không à. Thì các con của ông đó lớn lên á, bây giờ đó là hầu như người nào cũng trải qua cái vấn đề mà xe tông xe đụng và bị cái này bị cái kia, hầu như là như vậy. Cho nên nói về cái sân hận đó, hầu như ai cũng có. Bản thân Vân cũng rất là giận, rất là hận, rất là giận và rất là nóng mấy chị, rất là nóng tánh luôn. Thì khi mà mình học Phật á, mình cố gắng mình khống chế lại, và mình biết được á, là nếu mình sân hận thì mình sẽ gặp thê thảm lắm. Thì bây giờ cái thứ nhất là nếu mình sân hận trong đời này ha, trong hiện tại, đời hiện tại nè, thứ nhất á, là cái tâm mình lúc nào cũng bất an hết, rất là bất an, không có an. Thí dụ như Vân vẫn còn nha, chứ không phải không nha, vẫn còn. Mình cố gắng khắc phục tối đa lắm nhưng mà vẫn còn. Nhưng mà khi mà còn đó là lập tức suy nghĩ ngược lại. Mình biết cái cách để suy nghĩ ngược lại, để khống chế nó, để khắc phục nó trong thời gian ngắn, và mình không có sân hận lâu mấy anh chị. Thí dụ như hồi tối Vân nghe một cái câu chuyện mà nó làm cho mình rất là giận, giận ghê lắm. Có một người mình giúp coi như là mình làm hết mình để mình giúp người ta thành công, hỗ trợ, làm đủ cách, xả thân, rất là nhiều thời gian để giúp người ta, để người ta có được thành quả trong kinh doanh, người ta có được thành quả khá là thành công. Thì quay ngược lại thì người ta lại đi chọt sau lưng mình nói những cái lời mình nghe mình rất là khó nghe. Và mình dùng cái từ là phản á, thì mình nghe mình giận lắm, rất là giận. Và còn đi nói xấu mình cái này cái kia nữa, mà trong khi cái tâm của mình là hết một lòng một dạ, không ngại cực khổ, không ngại mất thời gian và bỏ nhiều thời gian ra để giúp họ. Thì khi mình nghe mình giận chứ, rất là giận. Nhưng mà khi mình ngồi mình nghiệm lại đó, mình nghiệm lại mình nói ồ, có thể là đây là cái quả của mình, có thể đây là cái hậu quả mà cái nhân mình gieo ra hồi nào rồi. Bây giờ mình hết lòng hết dạ cho người ta mà người ta vẫn phản mình, người ta vẫn nói những cái lời rất là khó nghe với mình, thì chắc có thể là cái nhân tiền kiếp của mình như thế nào đó. Thì khi mình phản chiếu mình suy nghĩ đó, là mình lập tức mình dừng cái giận mình lại liền với chị, mình dừng dừng lại. Và khi mình giận đó, mình cũng nói lời, mình thốt ra cái lời bực mình chứ. Mình nói trời ơi, tại sao mà cuộc đời nó rất là bạc bẽo như vậy, mình hết lòng vì người ta mà người ta lại đối xử tệ với mình như vậy. Cuộc đời nó rất là bạc bẽo, nó rất là bất công đúng không? Nếu mà nhìn vào thế gian pháp thì nó bất công lắm, nhưng mà khi mình nhìn tới ok thôi, chuyện gì cũng có cái nhân cái quả hết, chứ không có chuyện gì mà tự nhiên hết. Có thể là đời này mình không có đối xử tệ với người ta, nhưng mà tiền kiếp mình đã đối xử với người ta như vậy, thì bây giờ cái quả người ta trở lại là người ta làm như vậy với mình, người ta đối xử tệ với mình, thì thôi mình vui vẻ, mình mỉm cười để mình chấp nhận đi. Tại vì mình không thể nào mình sửa nó được mà, mình không thể nào, mình đã làm hết lòng rồi, mình đã sống hết lòng với người ta rồi mà người ta lại sống một cách rất là tàn nhẫn với mình. Thì mình là còn người con Phật, mình đâu có mình rất là may mắn mình là người con Phật, thì mình phản chiếu nó lại là cái luật nhân quả mà anh chị. Thì để cho mình, thứ nhất là mình bớt đau khổ,
Thứ nhất là mình sẽ nguội xuống nè, mình không còn hận người ta, mình không còn bực người ta, mình không còn mất ăn mất ngủ gì những cái câu nói của người ta. Thì khi mình nghĩ tới đó đó, mình nói ok, chuyện gì cũng có nhân có quả, thì có thể đây là cái quả tiền tiền kiếp của mình, thì cái nhân mình gặt hái. Và thậm chí bây giờ có nhiều cái mà vẫn làm hết lòng hết sức hết mình và tạo được kết quả thiệt là khủng khiếp, nhưng mà vẫn có nhiều người ganh ghét, không thích. Thì đó là cái của người ta mấy anh chị, cái của người ta. Khi mình quán lại á, mình nói ồ đó là chuyện của người ta, còn cái chuyện của mình cần làm thật tốt cái chuyện của mình, thì cái quả của mình sẽ gặt là cái quả lành, chắc chắn là như vậy thôi. Còn cái quả mà mình làm thật tốt mà cái quả chua mình đang có đó, mình đang gặt đó, có nghĩa là tiền kiếp mình đã gieo, mình đã pha trộn một cái gì trong đó rồi, cho nên bây giờ mình còn lại chút xíu đọng lại cái quả bất lành. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm nhiều hơn nữa cái nhân lành, thì chắc chắn một ngày gần tới đây mình sẽ gặt được cái quả thật là lành mấy anh chị. Cho nên trở lại cái đề tài đó là sân hận đó, thì cái hiện giờ mình sẽ gặt được cái gì? Bất an nè, tâm sẽ bất an, rất là bất an, mất ăn mất ngủ nè, không có hạnh phúc, gia đình không có hạnh phúc. Thí dụ như mình nóng nảy trong gia đình, gặp cái gì mình cũng hay sân hận, thì con cái nó sẽ lánh xa mình, vợ chồng sẽ không có hạnh phúc vì mình không có lắng nghe người khác, vì cái gì đến với mình cũng hay hờn mát hay giận hờn hay nóng nảy, thì không có ai dám tới gần mình hết, không ai dám tới gần mình hết. Rõ ràng là như vậy mấy anh chị. Giống như ba của Vân đó, hay các con mà tới gần á là hay hay la hay hét hay sân hận lên hay nóng nảy lên. Trước đây ba là như vậy, thì các con không ai dám tới gần hết. Và khi mà các con lớn lên á, các anh chị em Vân lớn lên á, là ai cũng muốn đi dời đi xa, không muốn sống gần ba. Vì sao? Đó là cái quả của ba đã gieo từ từ nhỏ cho tới lớn, là hay la hét hay là sân giận lên đó, thì đó là cái quả mấy chị. Sẽ không có hạnh phúc trong gia đình, sẽ không bất an, và con cái nó xa lánh mình, tất cả mọi người xung quanh mình sẽ xa lánh mình, và gia đình cũng cũng sẽ xào xáo hoài. Địa ngục trần gian mấy anh chị, là địa ngục trần gian nó hiện lên rõ ràng trong cái gia đình của mình, và khi mình ra ngoài á là không có ai muốn tới gần của mình hết. Cái từ trường sân hận trong người của mình đó, nó sẽ tỏ ra mấy anh chị, nó làm cho người ta rất là bất an. Và nên nhớ là tất cả con người của mình ai cũng muốn muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc an lạc hết, đúng không? Vậy thì tại sao bản thân của mình không có tự làm cho, bắt đầu từ bản thân của mình nhé, ai cũng muốn hết, nhưng mà tại sao mình không bắt đầu làm từ bản thân của mình bắt đầu ngăn chặn, giảm đi cái sân hận, và mình nhìn vào cái hạnh phúc ha. Và cái mặt của mình rất là xấu khi mình sân hận lên. Không tin á, các bạn thử nha, các bạn thử khi nào mình giận á, mình giận lên, mình bực lên, mình nóng lên á, mình chạy vô mình coi kiến thử coi. Hoặc là nếu mà trong gia đình mình có ai đó mà đang sân hận đó, các bạn thử đem cái kiến soi cho họ, giúp họ soi cái mặt họ thử coi, coi coi thử như thế nào mấy chị. Thì Vân biết được đó là cái sân hận á, nó làm cho cái mặt mình rất là xấu, nó sụ xuống liền, và cái da của mình nó nhăn 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 nheo liền, ngay tức khắc liền, vì mình không có nụ cười mà, vì cái mặt của mình nó bắt đầu kêu là nhăn nhó nè, rồi sụ mặt xuống nè, nó làm cho cái mặt mình ghê lắm, rất là ghê luôn. Rồi bây giờ đó là lỡ như mà lúc mình sân hận đó, mà cái cận tử nghiệp nó tới đó, tới số rồi đó, sân hận mà lúc mình đang sắp sắp ra đi đó, thì chắc chắn mình sẽ không có đi về cõi lành mấy anh chị. Chắc chắn mình sẽ đọa vào Atula. Atula là một cái cõi sân hận. Con người ở đó sống rất là sân hận với nhau thì họ sẽ bị đọa vào cõi Atula hoặc là địa ngục. Và mình sẽ đi vào cái cõi mà gọi là
ba đường dữ đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, và Atula đó, bốn đường dữ, thì mình sẽ đọa vào cái cảnh đó mấy chị, thì mình đâu có muốn đâu đúng không? Thì khi những cái cảnh đó mà xảy ra thì mình sẽ rất là khó để thoát khỏi cái cảnh đó. À, cho nên mình sẽ không có muốn những cái bất an đó nó xảy ra đến với mình đúng không? À, anh cho em vài phút nữa. Ok, thì đó là cái hậu quả của cái sân hận anh chị. Hậu quả của sân hận nó ghê gớm như vậy ha. Vâng, lặp lại ha, bất an nó làm cho con người của mình nó luôn luôn lúc nào cũng phập phồng lo sợ, bất an, không có ngủ được ha, mất ăn mất ngủ vì giận ai đó. Tôi giận lắm luôn á, giận thì sao, mất ăn mất ngủ vì cái câu chuyện đó. Mọi người đều xa lánh mình, không có hạnh phúc, mặt mình rất là xấu. Lỡ khi mà cận tử nghiệp nó đến thì sao, thì mình sẽ rất là thê thảm, mình sẽ bị đọa là cái chắc luôn. Ok, rồi bây giờ trở lại cái khắc phục nè, cái khắc phục nè ha, làm sao để mình khắc phục cái sân hận, làm sao để khắc phục cái sân hận. Bản thân Vân đó, khi mà Vân bắt đầu biết nó tới rồi đó, tới chứ trời ơi, mình tu là mình đang sửa mà, vì mình quá là nhiều cái sân hận trong người của mình, thì giả lại cái tánh của mình, chắc là có nghĩa là mình tiền kiếp mình làm nhiều chuyện bất thiện quá, cho nên kiếp này thứ nhất là mặt của mình rất là xấu. Nếu mà Vân nói là Vân có một khuôn mặt rất là xấu trước đây thì không ai tin đúng không? Vân nhớ mẹ Vân có kể lại đó, là lúc mà sanh Vân ra là xấu lắm, rất là xấu luôn. Và người cô thứ sáu Vân hay 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 nói hay là hay nói mẹ Vân đó là trời ơi, mày sanh chi cái con nhỏ vừa, con mắt thì một mí, cái lỗ mũi gãy, cái lỗ mũi xẹp, cái mặt thì gãy, xấu con gái gì đâu mà nó xấu dữ gì không biết nữa. Đó là mẹ Vân hay kể lại như vậy đó. Cho nên mình biết là cái nhân tiền kiếp của mình đó, mình gây ra đó là cái nhân bất lành, cho nên là cái quả của mình trong kiếp này là mình xấu nè, mình gặp nhiều người không có ưa mình, cho nên tất cả những cái đó nếu mà mình không biết Phật pháp thì nó sẽ làm cho mình rất là thê thảm nữa. Cho nên khi mà Vân vẫn còn động lại cái nghiệp nghiệp tiền kiếp, thì bây giờ mình hên, mình may mắn, rất là may mắn mình biết được Phật pháp rồi, thì bây giờ khi mà Vân bắt đầu nổi nóng lên cái gì đó, bắt đầu sắp tới rồi đó nghe, nó tới rồi đó, thì Vân lập tức Vân Vân ngồi Vân quán 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 nó liền, nghe tức khắc liền là quán là có thể là cái nhân bất thiện tiền kiếp của mình, bây giờ cái quả mình phải gặp đây nè, bây giờ mình sẽ bằng cách nào mình có thể vượt qua nó đây. Niệm Phật, ngồi niệm Phật ròng rã để cho nó nguội, niệm Phật để cho nó áp được cái nóng của mình, cái sân hận của mình, và uống một cái ly nước thiệt là đầy, thiệt là mát vô, ly nước lạnh mát vô, và ngồi tịnh tâm lại. Hoặc là có thể buông nó, không nghe nữa, và đi cái chỗ nào đó mà mình có thể enjoy đó, hưởng thụ, đi biển hoặc là đi shopping hoặc là nghe nghe một cái bản nhạc nào đó nó tạo một cái động lực cho mình. Hoặc là mình kiếm một cái gì đó làm để quên cái chuyện đó. Thường thì Vân cái mà nó kết quả nhất với Vân là Vân quán nó là tiền kiếp mình đã gieo cái nhân bất lành rồi, cho nên bây giờ mình gặt được cái quả không có như ý muốn của mình, cái quả rất là bực bội, thì bây giờ mình sẽ vui vẻ chấp nhận, mình cố gắng mình chấp nhận nó. Ok, và cái câu hỏi là bằng cách nào mình có thể vượt qua nó và làm tốt hơn. Ok, thì Vân cái mà mình cần làm á mấy chị, để khắc phục được cái hậu quả mà mình đang gặt đó, thì mình niệm Phật thiệt là nhiều, sám hối thiệt là nhiều, thì mình sẽ có những cái nó làm cho mình giảm từ 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 từ, giảm mỗi ngày một chút một chút, mình sẽ không có giảm hết đâu, vì mình quá là dày rồi, cái sân hận mình quá là dày, quá là nhiều, mình sẽ không có giảm hết. Thì mình coi nhẹ nó đi, mình coi nhẹ mọi cái đi, mình đừng có cái gì cũng ôm hết trong người của mình mấy anh chị, cái gì cũng ôm hết trong người mình chịu không có nổi đâu, mình chịu không có nổi. Ở Mỹ đó,
hiện bây giờ có một cái chứng bệnh gọi là depression á, có nghĩa là tiếng Việt không biết dịch là gì, bị căng thẳng đầu óc quá đó, suy nghĩ nhiều chuyện đến với mình một lúc á, bị căng thẳng quá đó thì nó bị tâm lý luôn á, bị tâm lý à, có thể là dịch là bị tâm lý, bị khủng hoảng đầu óc á, bị stress, bị khùng á, bị tâm lý. Cho nên cái bệnh đó hiện bây giờ rất là nhiều ở Mỹ. Cho nên bản thân của mình phải tự khắc phục mình, phải tự khống chế mình, phải tự tìm cách cho mình để mình có thể nhẹ nhàng hơn trong tất cả tình huống khó khăn đến với mình. Và khi đến, mỉm cười với nó đi, chấp nhận đi anh chị, mình chấp nhận đi, mình đừng có ở đó mà oán hận ai, sân hận ai, thì coi chừng không khéo á, là nó sẽ nghiệp chồng thêm nghiệp và kiếp sau sẽ gặp nó nữa, kiếp sau sẽ gặp người quán gia trái chủ đó nữa. Cho nên là mình cố gắng, mình khắc phục, và bản thân Vân vẫn khắc phục bằng cách là cố gắng tu, sám hối thiệt là nhiều, và cố gắng nhất cử nhất động gì mình cố gắng niệm Phật, tu tập nhiều hơn nữa. Thì đó là cái mà Vân làm anh chị. Ok, Vân thấy được có nhiều câu hỏi, anh chị có câu hỏi gì cho Vân anh chị nhắn ở phía dưới nha. Ok, có một số câu hỏi để Vân sẽ trả lời cho mấy anh chị nhé. Hôm qua bạn Trúc Nguyễn có nhắn là muốn Vân nói về cái đề tài là làm sao để thấy an vui giữa bể khổ. Thì cái này Vân đã nói rồi, tìm an lạc trong cõi ta bà đó. Các bạn vô YouTube á, YouTube á, các bạn bấm vô tìm an lạc trong cõi ta bà Vân Võ thì nó sẽ hiện lên cho các bạn để các bạn nghe. Vì Vân đã nói về nhiều đề tài là làm bằng cách nào để tìm được an lạc này kia đó, nên những cái đề tài đó thì nó cũng liên quan đến như vậy ha. Câu hỏi là sau khi thần thức được quy y Tam Bảo rồi, được giải thoát khỏi ngục rồi, thần thức nương tựa vào Tam Bảo có cơ hội về cõi Phật không ạ? Không về được cõi Phật thì bao lâu được đi đầu thai chuyển kiếp ạ? Thật ra đó, những cái câu trả lời này là theo cái sự hiểu biết của Vân nha anh chị nha. Vân hiểu như thế nào, Vân biết như thế nào, Vân tâu như thế đó thôi. Hy vọng là có thể giúp được. Và cái câu này đó theo Vân được biết á, là một khi mà người mà không có biết tu á, nó có hai câu trả lời nha. Một người không biết tu á thì khi mà trước khi ra đi á, đủ thiện duyên và mình quy y cho họ, gửi họ vào chùa, quý thầy khai thị cho họ, thì cũng tùy theo cái nghiệp tiền kiếp của họ nha anh chị nhé. Cái nghiệp tiền kiếp của họ như thế nào thì họ sẽ, có nhiều người đó họ, tiền kiếp họ đã gieo được cái nhân rất là lành rồi, họ đã niệm Phật thông suốt rồi, nhưng mà vì kiếp này họ họ xa chùa chiền quên đi, thì khi mà cận tuyến nghiệp tới thì có được ban hộ niệm quý thầy tới khai thị quy y này kia đó, thì họ nương vào cái tiếng niệm Phật hộ niệm và họ cũng có thể được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và cũng có một số người đó vì cái nghiệp quá nặng thì họ sẽ được quy y, khai thị và được gửi vào chùa, thì khi họ vào chùa thì họ sẽ nương vào tiếng kinh tiếng kệ và họ được đi đầu thai, hoặc là nếu mà họ được vào những cái pháp hội đó, được khai thị liên tục á, và họ giác họ ngộ thì họ sẽ được có thể nương vào tiếng Phật hiệu vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cũng có thể. Và tùy theo căn cơ của mỗi người, của mỗi cái vong linh đó, mình không thể biết được căn cơ của họ như thế nào đâu. Và cái điều họ cần làm đó là nếu như mà họ có đủ duyên với Tam Bảo đó, họ sẽ nương vào Tam Bảo, họ nương vào câu kinh tiếng kệ, họ nương vào tiếng Phật hiệu, họ có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là họ có thể đầu thai làm theo cái nghiệp lực của họ để họ đi đầu thai làm người, hoặc là làm cái gì đó để thi theo cái nghiệp lực của họ. Và cái người sống của mình á, mình có thể làm rất là nhiều việc cho người mất mấy chị, thậm chí là đã qua 100 ngày rồi mình cũng có thể làm được.
trong vòng 49 ngày là cái lúc mà thần thức rất là cần cái sự giúp đỡ của mình, cần mình làm rất là nhiều chuyện thiện để hồi hướng cho họ, tu tập nè, từ thiện, phóng sanh, bố thí, làm phước, cúng dường, làm in kinh, ấn tống, làm rất là nhiều chuyện thiện để hồi hướng cho họ, thì họ sẽ được hưởng một phần công đức của mình làm. Hoặc là nhiều người làm thì họ sẽ được hưởng mỗi một người một phần công đức. Thí dụ pháp hội, cái pháp hội vừa qua Vân đi thì có mấy trăm người ở trong đó. Thì thí dụ như trong vòng 49 ngày đó, các bạn có thể có mặt ở đó và hồi hướng công đức cho người thân của mình vừa mất, thì bạn họ sẽ hưởng được một phần công đức của bạn. Và mỗi một người như vậy họ sẽ hưởng được một phần công đức, thì họ sẽ hưởng được rất là nhiều. Và hơn nữa đó là bản thân của các bạn sẽ hưởng được trọn trọn vẹn công đức, và hưởng các bạn đó, những người sống đó sẽ hưởng được hết tất cả những phần công đức, mỗi người một phần của nguyên cái pháp hội đó vào mình. Và khi đó các bạn dùng hết các phần công đức của mình đó, đã có đó trong pháp hội, các bạn sẽ hồi hướng ngược lại cho vong linh, thì vong linh hưởng rất là nhiều công đức. Thì những cái phần công đức đó sẽ giúp cho vong linh, thay vì cái người vong linh đó tự nhiên thì họ sẽ theo nghiệp lực họ họ đầu thai. Thí dụ như họ được đầu thai làm cõi người, thì người người mà người nghèo cùng bần khổ, thì nhờ cái phần công đức của người thân làm đó, thì họ sẽ có thể lên tới là đầu thai làm người giàu có, biết được Phật pháp, người sung sướng, người có thể hưởng được cảnh thế gian. Hoặc là họ có thể nương vào cái tiếng Phật hiệu trong pháp hội đó mà họ có thể vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc quốc mấy anh chị. Hoặc là mình mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật thì họ đều hưởng được hết. Bố thí cúng dường làm phước, họ đều hưởng được hết một phần công đức của mình làm. Nhiều mình làm thiệt nhiều thì họ sẽ hưởng được nhiều, còn mình làm ít thì họ sẽ hưởng được ít. Và nếu mình không làm thì họ sẽ theo cái nghiệp lực của họ để họ có thể đầu thai hoặc là vãng sanh như thế nào đó. Đó là cái mà Vân hiểu. Và nếu như mà người đó đã ngoài 49 ngày, đã ngoài 100 ngày rồi, mình tiếp tục mình làm, mình tiếp tục hồi hướng, thì họ sẽ lên cái cảnh giới cao hơn nữa, họ làm người sướng hơn nữa, bớt khổ hơn. Hoặc là nếu họ đang đọa địa ngục thì họ sẽ nhờ cái công đức đó mà họ sẽ thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Hoặc là họ đang được vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc mà với một cái phẩm thấp, thì với một cái công lực của những người thân hồi hướng cho họ, họ có thể là nâng lên cái cảnh giới của họ mấy anh chị. Đó là cái mình cần làm. Và nếu mình không làm gì hết thì họ sẽ theo cái nghiệp lực của họ mà họ đi đầu thai. Phóng sanh, con muốn phóng sanh mà nơi con là nước mặn, vậy con có thể thả cá có được không cô? Các bạn để ý chỗ này nha, khi mình phóng sanh á, mình phải biết được á là cá đó nó sống ở đâu nha. Có nghĩa là cá mà sống nước mặn thì mình sẽ thả nước mặn, còn cá mà sống nước ngọt thì mình phải thả nước ngọt nha, đừng có thả lộn nước, nó sẽ chết thì mình sẽ mang cái nghiệp sát sanh, mình sẽ mang cái nghiệp giết nó, thì không khéo mình đang cố gắng làm chuyện thiện nhưng mà thành ra là vô tình làm chuyện bất thiện thì nó không có hay nha. Các bạn nên để ý cái đó chút xíu nha. Cho nên là nên thả chỗ nào mà nước nó có thể sống được nha. Okay. Rồi, để phân coi coi ở trong này có ai có câu hỏi nữa không. Gần đây em mê nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, chắc em đủ duyên pháp môn tịnh độ phải không chị? Yes, Vân nghĩ là như vậy. Tại bản thân Vân cũng mê Hòa Thượng Tịnh Không, nghe ngày, mỗi đêm bắt pháp Hòa Thượng Tịnh Không cả đêm vậy đó. Cho nên vì mình đam mê pháp môn tịnh độ cho nên là
mình nghe về những quý thầy về pháp môn Tịnh độ nhiều hơn, đặc biệt là Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên là căn cơ của mình như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó. Hôm qua Vân có đi sâu vào đó là các bạn nghe cái gì các bạn hành cái đó giùm Vân nhé. Nghe pháp như thế nào hành như thế đó thì mới tạo ra kết quả nha. Còn mình nghe mà mình không có hành đó thì chắc chắn mình sẽ không có kết quả nha. Cho nên là học thì phải hành thì mới tạo ra kết quả, mới tìm được an lạc. Hôm qua Vân đi phóng sanh. Bên đây thì Vân làm, nhà Vân cố gắng là một tháng là đi 2 lần, trừ khi trời mưa trời gió này kia, bão này kia thì không đi được thôi. Nhưng mà cố gắng là đi 1 tháng là 2 lần. Vân không có ở nhà thì mẹ vẫn đi thường xuyên, không có, hầu như không có bỏ tháng nào hết. Bản thân Vân rất là tin phóng sanh, anh chị rất là tin phóng sanh. Vì trước đây Vân đi hộ niệm cũng khá là nhiều, thì những cái ca mà người ta chết không được, sống không được á, thì Vân phóng sanh cho họ. Và Vân khuyên gia đình là phóng sanh để cho họ có thể đi được nhẹ nhàng. Vì những cái ca đó là mình tin á, là họ cái nghiệp sát của họ nặng quá, cho nên khi mình phóng sanh là mình giải được cái nghiệp sát cho họ. Thì họ đi nhẹ nhàng lắm anh chị, và có nhiều ca như vậy. Và bản thân Vân cũng vậy, bản thân Vân cũng đã từng bệnh và ung thư, cũng đã từng cận tử nghiệp tới và cũng chết đi sống lại, cũng đã vượt qua được nó rồi. Thì Vân cũng phóng sanh mấy chị, Vân phóng sanh rất là nhiều, phóng sanh và sám hối, hai cái đó Vân tin tuyệt đối tuyệt để luôn. Cho nên đó là cái mà Vân và mẹ rất là mê làm phóng sanh, và cũng là khuyên mọi người nên phóng sanh, phóng sanh để giải được cái nghiệp sát của mình, để giải được cái nghiệp bệnh tật của mình. Có một bạn nhắn cho Vân nói là phóng sanh, bạn nói là bạn có ơn trên điển về gì đó, nói là Vân đã làm sai rồi, Vân làm không có đúng chánh pháp, và không có khuyên đi phóng sanh. Phóng sanh là không có phải là Đức Phật khuyên như vậy. Thật ra đó, Vân cảm ơn các bạn đó nhiều lắm, vì đã khuyên Vân những cái đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mọi người trong chúng ta đều có cơ duyên hết, và Vân không có nói ai đúng ai sai hết. Vân không nói, Vân không, hoàn toàn không có chỉ trích ai đúng ai sai, hay là bạn ơi bạn làm cái đó không được, không có mấy chị. Vân chỉ nói là căn cơ của mỗi người như thế nào thì các bạn làm như thế đó. Thí dụ như bạn bạn Nga mới vừa nói Vân là mê nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, và chắc là có đủ duyên với pháp môn Tịnh Độ, thì bạn cảm nhận như thế nào thì bạn làm như thế đó. Thí dụ như mình đủ duyên với pháp môn Tịnh Độ thì mình sẽ tu pháp môn Tịnh Độ. Còn các bạn mà đủ duyên với bên thiền thì các bạn cứ tu thiền. Các bạn đủ duyên với bên mật 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 tông, có nghĩa là trì chú, thì các bạn cứ làm. Và tất cả ai đủ duyên với bên nào thì mình cứ làm bên đó, và ai cảm thấy là mình làm cái nào đúng, cái nào cảm thấy an lạc thì mình cứ làm, chứ không có cái gì gọi là đúng, không có gì gọi là sai hết. Và mỗi người có một cái căn cơ khác nhau, và căn cơ của mỗi người không có giống nhau anh chị nhé. Cho nên là mình có thể khuyên họ, nhưng mà mình không có, đừng nên tránh cái từ là ồ làm gì là sai rồi đó, làm như thế này mới là đúng nè, làm như tôi mới là đúng nè, không nên vậy đâu. Cho nên là nên mỉm cười và tán thán những cái gì mà người ta làm, người ta cảm thấy người ta đúng. Và nếu như mà mình cảm thấy là người ta làm không không đúng thì mình có thể là góp ý cho người ta thôi, chứ đừng có nói là ồ người ta sai rồi hay là cái này cái kia, thì không khéo là mình sẽ mình chưa chắc gì cái lời khuyên của mình là đúng. Thì nếu mình không khuyên đúng thì mình sẽ bị đọa địa ngục đó. Cho nên là mình không có khuyên người ta, và không có chỉ trích cái gì hết, và không có nói người ta làm cái này là sai cái kia là đúng anh chị nhé. Cẩn thận cái đó, tại vì mình không có muốn là công sức của mình đổ ra một câu nói gì đó không có hay, mà mình phải bị đọa thì nó không có đáng. Ok, không biết là còn ai có câu hỏi gì cho Vân nữa không?
Nếu mà không thì Vân sẽ tóm tắt lại bữa nay nhé. Ồ, Vân báo cho anh chị em mình biết là bé Ngọc Ân, tình hình của bé Ngọc Ân ha. Vân cảm ơn rất là nhiều những anh chị em của mình khắp mọi nơi gửi lời cầu nguyện cho bé Ngọc Ân, hồi hướng cho bé Ngọc Ân. Phải nói là Phật pháp rất là nhiệm màu. Đối với gia đình của Vân thì hết hết trận này tới trận khác rất là nhiệm màu mấy anh chị. Thì bé Ngọc Ân đó, giống như các bạn đã từng nghe Vân nói đó, là tình hình của bé là 1 tháng trước đó, là khi bác sĩ mới phát hiện là ung thư thời kỳ 3 và xác suất sống còn nó chỉ có 5% thôi, tại vì nó đã vào di căn vào tủy rồi, và toàn thân của nó, trong người của nó rất là nhiều những cái mục mục khối u độc, là độc tố, là độc ung thư đó, thì không có thể nào mổ được hết. Thì bác sĩ bắt đầu xạ trị cho nó, vô hóa chất cho nó, mà bác sĩ nói là vô những cái hóa chất là kịch độc để giết những cái tế bào ung thư đó. Và vì cơ thể của nó rất là yếu, nó ốm yếu, nó không có đủ đề kháng để có thể vô, và bác sĩ rất là lo, cả nhà rất là lo là nó sẽ chống không nổi, vì cái hóa chất nó là thời kỳ thứ tư, là hóa chất nặng, kịch độc. Và nó phải vô liên tục 6 tháng như vậy, và cứ hầu như là vô mỗi ngày, cách một ngày vô một ngày, hoặc là vô mỗi ngày, có nghĩa là một tuần nó vô khoảng 5 lần hóa chất như vậy đó. Rất là tội nghiệp, tội nghiệp lắm. Cái thân nó rất là nhỏ bé mà kim đâm đầy người nó hết luôn vậy đó, rất là đau đớn. Đầy người nó bị bác sĩ đâm, tại vì gân này kia không có, rất là khó để lấy, nó nhỏ quá. Thì khi mà vô hóa chất á, là so far tới bây giờ nó tỉnh bơ rồi mấy anh chị, nó tỉnh, nó không có bị một cái gì nó gọi là sốc thuốc hay là dị ứng. Có một lần nó bị ngứa thôi, nó bị ngứa rồi cũng qua, cũng nhanh rồi qua, còn ngoài ra là không có bị một cái gì hết. Và chỉ có bị là rụng tóc thôi, tóc rụng, tóc bắt đầu là rụng rụng, bây giờ là như mấy anh chị thấy cái hình đó, là tóc rụng thôi. Còn ngoài ra là nói về mà bị sốc á, là bị cái này cái kia giống như bác sĩ lo đó, thì không có, không có mấy chị. Cho nên Vân cảm nhận là Phật pháp rất là nhiệm màu. Thì bé vẫn còn đang chiến đấu với cái căn bệnh của mình, chứ chưa phải là hết bệnh nha, không phải, chưa phải là hết bệnh. Chỉ có là thuốc vô, bé vẫn cười nói vui vẻ, bé vẫn ngồi bé học bài. Vì không có đi học được cho nên là cô giáo gửi bài về nhà làm bài tập ở nhà, học ở nhà, thì bé vẫn ngồi bé học bài, viết bài. Nhưng mà không có đau đớn gì hết. Ngoài đau đớn thể xác thì kim đồ nó chích vô người thì nó đau thôi, còn ở trong thì nó không có đau. Và vẫn thấy cái đó là một cái kỳ tích anh chị, cái kỳ tích rõ ràng luôn. Thì nếu như mà không có những lời cầu nguyện, không có những lời hồi hướng, không có các đạo tràng hồi hướng cho bé, thì chắc chắn bé sẽ không có được kết quả như vậy đâu. Cho nên Vân tha thiết mong các bạn đồng tu, ai mà có thể nghe được video này thì cũng có thể giúp Vân tiếp tục hồi hướng cầu nguyện cho bé Đặng Ngọc Ân, pháp danh Tâm Huệ, 8 tuổi, để cho bé được vượt qua mấy anh chị. Nếu mà 6 tháng này mà bé vượt qua được đó thì bé rất là ok. Còn bây giờ thì bé vẫn còn đang chiến đấu với căn bệnh của mình. Nhưng mà so far thì nó ok lắm. Ok, thì Vân xin tri ân tất cả các anh chị em của mình đã cầu nguyện cho bé, đã hồi hướng cho bé anh chị nhé. Ok, rồi nếu mà mình không có câu hỏi gì thì mình sẽ tạm ngưng tại đây. Và lời cuối cùng Vân khuyên là anh chị em mình nếu muốn vượt qua bể khổ của trần gian, hoặc là cận tử nghiệp nó tới, hoặc là muốn vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc, thì bây giờ mình cần phải hành động liền bây giờ. Cố gắng tu tập, cố gắng làm việc thiện, cố gắng đi, đó là cái thật đó. Đó là chỉ đó là cái duy nhất có thể cứu được mình thôi anh chị nha. Còn ngoài ra tất cả cái khác đều là tạm bợ, đều là giả tạo hết anh chị. Ok, rồi mình sẽ hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc, hồi hướng cho bé Đặng Ngọc Ân, pháp danh Tâm Huệ, 8 tuổi, tật bệnh tà ác tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. Ok mấy chị, Vân hẹn gặp mấy chị vào thứ tư tuần sau nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.